Pháp Vương Vô Thường Tôn Tam Giới Vô Lượng Thất Thiên Nhân Chi Đạo Sư Tứ Sanh Chi Từ Phụ Ư Nhất Niệm Quy Nghi Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp Sưng Dương Nhược Tán Thán Ức Kiếp Mạc Năng Tận Năng Lễ Sở Nể Tánh Không Tịch Hế Cảm Mừng Đạo Giáo Năng Tự Nghị Ngã Thư Đạo Tràng Như Đế Châu Thập Phương Chư Phật Ánh Hiện Trung Ngã Thân Ánh Hiện Chư Phật Tiền Đầu Diện Tiếp Túc Quý Mạng Nghe Lệ Chế Tâm Mê Đánh Lệ Nam Mô Tận Hư Không Biện Pháp Dư Hóa Hiền Vĩ Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Mê Bảo Chê Tâm Mê Đảnh Lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngữ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Chê Tâm Mê Đảnh Lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Chiên đàn hải ngàn lữ diệt chánh hương Giả du tự mẫu lượng bổ hương Qua nội đất thanh lượng Chỉ tâm kiềm tương nhất chủ biến thập phương Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni nam mô ấn ra đáng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiên đề tường bán ra gia bồ đề tăng đồ bà gia mãn ha tắc đó bà gia ma ca lô ni ca gia tắc bán ra bạc già cho đang na đang tòa nam mô thân kiên lần đợi mong ma ri già bà lô kiên đê thất phật ra lần đàm bà nam mô na ra cấn trí ha trị ma bàn đa sa mê tan bà tha đậu du bằng a thề dẫn tán bà tạc đà na ma bà già ma phần đàn đầu đã điệt tán a bà lô ê lô ca đê ca ra đê Nhi a rệ ma bồ đề tăng đô tăng ba tăng bà ma ra mang hê mang hê ri đà dừng khu lô yết mong đồ lô đô lô phát xà gia đề ma phát xà gia đề đà răng đà ra địa đi ni tất phật ra gia gia ra gia ra mà phát ma ra mục đề đề yên hê tất na sa xâm phật ra xa lời Phật xa Phật xâm phần ra xa ra ôn rô ôn rô mà ra ôn rô ôn rô hê rì ta ra tất rì tất rì tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ di đề rì a na răng rì đề rì sắc ni na ba dạ ma na ta ba tất đà dạ ta ba ma ha tất đà dạ ta ba tất đà dụ nghe tất bằng ra dạ ta ba na ra rì ta ba ma ra na ra ta bằng ha tất ra tăng ha mục hệ dạ ta ba a ba ma ha tất đà dạ ta ba dạ kiệt ra na tất đà dạ ta ba ba đà ma yết tất đà dạ ta ba na ra rì bằng đà ra dạ ta ba ma bà lợ thân yên ra dạ ta bà nam mô an ra đát na đát ra dạ dạ nam mô a di đà bà đô kiết đế tức các bàn ra dạ ta bàn hà an tất điện đô mạng đa ra bát xà dạ ta bà hà an tất điện đô mạng đa ra bát xà dạ ta bàn hà an tất điện đô mạng đa ra bát xà dạ ta bà Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Cõi lại đăng tam giới tôn ở quý mạng mười phương Phật. Con nay Phật nguyện rộng thọ trì kinh vạn Phật trên đền bốn ơn nặng. Dưới cựu khổ tam đồ nếu có kẻ thấy nghe điều phát tâm Bồ Đề. Hết một bao thân này sanh qua cõi cực lạc nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thường thẩm tâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngà kim kiện văn đặc thọ trì nguyện giải như lai chân thiết nghĩa.
Nam mô Hồng Nhân Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Nhân Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Nhân Hội Tượng Phật Bồ Tát. Đại từ đại bi mừng chúng sinh, đại hỷ đại xá tế hàm thức, tương hảo quang minh dị từ nghiêm, đệ tử chỉ tâm quy mạng đệ. Chế tâm mê đành nề, nam mô Pháp Thân Tự Tại Phật. Chế tâm mê đành nề, nam mô Pháp Cam Lộ Ta Lê La Phật. Chế tâm mê đảnh đề, nam mô Vô Biên Bảo Phước Đức Tạng Phật. Chế tâm mê đảnh đề, nam mô Thanh Tịnh Hóa Hành Phật. Tâm mê đảnh đề, nam mô Đại Pháp Vương Hoa Thắng Phật. Tâm mê đảnh đề, nam mô Nhất Thiết Tận Vô Tận Tạng Phật. Chế tâm mê đảnh đề, nam mô Hóa Sơn Tạng Phật. Tâm mê đảnh đề, nam mô Trí Hữu Không Sơn Phật. Tâm mê đảnh đề, nam mô Trí Lực Bất Khả Phá Hoại Phật. Chế tâm mê đảnh đề, nam mô Vô Ngại Kiên Cố Tùy Thuận Trí Phật. Chế tâm mê đảnh đề, nam mô Vô
biên đại hải tạng Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Trị Vương Vô Tận Xưng Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Phật Tăng Tâm Ý Vương Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật. Tâm định đề Nam Mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Thắng Hạnh Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Kim Cang Kiến Phật. Tâm định đề Nam Mô Pháp Mạng Túc Tùy Hương Kiến Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Long Nguyệt Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Nhân Đà La Vi Phật. Định đề Nam Mô Vô Ngại Vương Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Bảo Nhân Đà La Luân Vương Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Năng Sinh Nhất Thiết Chúng Sanh Kính Xưng Phật. Tâm định đề Nam Mô Đại Oai Đức Quang Minh Luân Vương Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Năng Đoạn Nhất Thiết Chúng Sanh Nghi Phật. Chế
tâm định đề nam mô trị bảo pháp kiến Phật. Vô chướng ngài Ba La Phật. Thế tâm ê định đề nam mô vô cấu kế Phật. Tâm ê định đề nam mô phóng quang minh Phật. Thế tâm ê định đề nam mô lực sơn nguyệt tạng Phật. Thế tâm ê định đề nam mô tâm tự tại vương Phật. Tâm đành đề nam mô kiên cố vô ý thường thủ Phật. Thế tâm đành đề nam mô kiên cố vọng manh bảo Phật. Kế tâm định đề nam mô kiên cố tâm thiện trụ vương Phật. Tâm định đề nam mô năng phá ám ế vương Phật. Thế tâm định đề nam mô thắng trường phú phân đà lợi Phật. Thế tâm định đề nam mô ba thắng tạng Phật. Tâm định đề nam mô diệu liên hoa tạng Phật. Chế tâm định đề nam mô kiến bình đăng pháp thân Phật.
chúng sanh nguyện Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Sư Tử Bổ Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Đại Ngoại Đức Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Diệu Thinh Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Vô Biên Quang Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Kiến Ái Phật. Tâm định đề Nam Mô Đại Thủ Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Thắng Thủ Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Lạc Thinh Phật. Tâm định đề Nam Mô Kiến Bảo Phật. Thế tâm định đề Nam Mô Thanh Tịnh Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Sư Tử Tuệ Phật. Tâm định đề Nam Mô Đức Thinh Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Tu Lậu Tỳ Hương Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Điện Đăng Phật.
Quang Phật. Để tâm định lệ Nam Mô Đại Quang Phật. Để tâm định lệ Nam Mô Phạm Thính Phật. Chế tâm định lệ Nam Mô Vô Nghi Phật. Tâm định lệ Nam Mô Vô Biên Thế Lực Phật. Chế tâm định lệ Nam Mô Nguyệt Diễn Phật. Chế tâm định lệ Nam Mô Vô Biên Quang Phật. Tâm định lệ Nam Mô Ai Ngoài Đức Phật. Chế tâm định lệ Nam Mô Tăng Ni Phật. Chế tâm định lệ Nam Mô Công Đức Đăng Phật. Tâm định lệ Nam Mô Bất Tạng Oai Đức Phật. Chế tâm định lệ Nam Mô Vô Biên Tạng Phật. Chế tâm định lệ Nam Mô Quang Minh Phẩm Tấn Vương Phật. Chế tâm định lệ Nam Mô Quán Xứng Phật.
Nam Mô Viễn Ly Tạng Phật. Chế tâm mê định đề Nam Mô Tăng Trưởng Thắng Phật. Chế tâm mê định đề Nam Mô Phổ Kiến Phật. Chế tâm mê định đề Nam Mô Phật Khả Thắng Phật. Tâm mê định đề Nam Mô Hoài Đức Tổ Phật. Chế tâm mê định đề Nam Mô Kiên Cố Bổ Phật. Chế tâm mê định đề Nam Mô Ma Nâu Xa Xâm Phật. Tâm mê định đề Nam Mô Vô Biên Sắc Phật. Chế tâm mê định đề Nam Mô Đại Quang Minh Phật. Chế tâm mê định đề Nam Mô Diệu Thinh Phật. Tâm mê định đề Nam Mô Bất Đồng Bổ Phật. Chế tâm mê định đề Nam Mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật. Chế tâm mê định đề Nam Mô Đại Thanh Tịnh Phật. Tâm mê định đề
Nam Mô Quay Đức Thủ Quang Minh Phật. Chế tâm định lệ Nam Mô Trụ Trí Phật. Tâm mê đảnh lệ Nam Mô Đại Kiên Phật. Chế tâm mê đảnh lệ Nam Mô Ai giải thoát Phật. Chế tâm mê đảnh lệ Nam Mô Ai vô úy Phật. Tâm mê đảnh lệ Nam Mô Cam Lộ Tạng Phật. Chế tâm mê đảnh lệ Nam Mô Phổ Quang Sát Phật. Chế tâm mê đảnh lệ Nam Mô Đại Tu Hành Phật. Tâm mê đảnh lệ Nam Mô Tế Hoài Đức Phật. Chế tâm mê đảnh lệ Nam Mô Thập Phương Cung Kính Phật. Chế tâm mê đảnh lệ Nam Mô Quang Minh Thắng Phật. Tâm mê đảnh lệ Nam Mô Trọng Thuyết Phật. Chế tâm mê đảnh lệ Nam Mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Chế tâm mê đảnh lệ Nam Mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Tâm mê đảnh
lễ Nam Mô Thiện Kiến Phật. Thế tâm mê đảnh lễ Nam Mô Cam Lộ Bổ Phật. Chế tâm mê đảnh lễ Nam Mô Nguyệt Quang Minh Phật. Tâm mê đảnh lễ Nam Mô Công Đức Xứng Phật. Chế tâm mê đảnh lễ Nam Mô Khứ Căn Phật. Xin đem nhân duyên công đức đề Phật này nguyện được thân trang nghiêm trăm phước tướng tốt trọn đầy. Pháp thân chư Phật tướng thốt tùy hình long sắc cảm thanh đệ tử ba chúng sinh nguyện điều thánh tự Nam Mô Đại Hạnh Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Chiều kiến ngu quấn giải không đồ như cái riết khổ ảnh xa đời tử sắc bất cái gì không ống bất gì sao sắc nó tức thì không công tức thì sắc tòa tương ảnh tức nhiều phụ như thị trả nữ tứ thì giữ pháp không thương bơ sanh bơ diều bơ cấu bất thành bớt tan bớt dành đi cô ống trung vô sắc vô tòa tương ảnh tức vô nhàn di đi thiệt tân đi ờ sáng tỉnh hương về xuống pháp vô nhàn giờ nãy chí vô ý thức giới vô vô minh diệt vô minh tầng nãy chí vô nào tư diệt vô nào tư tầng vô cố tập diệt nào vô đi diệt vô đắc dĩ vô sờ đắc cố bồ đề tác đoái mắt nhà ba la mật đã cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hương vô biến đi điên đạo mong thường cử các niết bàn tâm thế chư Phật khi bát nhà ba la mật đã cô đất ca đầu đã tâm yếu tâm bồ đề hữu tri
ba la mất đa thì đại tấn chú thì đại minh chú thế vô tướng chú thì vô đằng đằng chú năng trừ nhờ cái tiết khó chân thiệt bậc hư hố tiết bát nhà ba la mật đà vô tức tiết vô quyền đề đề ba la diệt đề ba la tăng đem bồ đề tám ba hai đề đề ba la hiện đề ba la tăng đem bồ đề tám ba hai diệt đề đề ba la diệt đề ba la tăng đem bồ đề tám ba theo tăng thường thần vô năng bồ tám đa mô đà nam ma ba đa đề đề sáng tăng hành nam đa địa tăng cơ 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 hồng hồng nhập bà ra nhập bà ra ba ra nhầm ba ra ma ra nhầm ba ra đề sắc xa đề sắc xa sắc đi rì sắc trì rì ta vấn ra ta vọng ra viễn đề ca tức rì giá ta ba nam mô tam mát đa mô đà nam ma bát ra đề hai đa sa ta nằm nằm đa đi ta kê 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 hông hông nhập ba ra nhập ba ra bát ra nhập ba ra bát ra nhập ba ra đề sẵn xa đề sẵn xa sẵn đi rì sẵn đi rì ta đa ta ông đa đa ca tất rì ya ta bà ha nam mô tam đa mục đa nam a bát ra đề ai đa sa ta nam nam đa đi ta kê 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 hồng hồng nhập ba ra nhập ba ra bát ra nhập ba ra bát ra nhập ba ra đề sắc xa đề sắc xa chẳng đề đề chẳng đề đề ta vẫn đa ta vẫn đa vẫn đa ca tất rì ya ta bà tất cả các thờ đều an lành xin nguyện chư Phật thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thờ đều an lành tất cả các thờ đều an lành xin nguyện chư Phật thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thờ đều an lành tất cả các thờ đều an lành xin nguyện chữ Phật thường gia hộ nam mô tiêu tai giảng kiết tường bồ tát nam mô tiêu tai giảng kiết tường bồ tát nam mô tiêu tai giảng kiết tường bồ tát thì nhật dị quá mang diệt tùy giám như thiều thủy ngư tư hữu hà lạc đại chúng đường cần tinh tấn như cứu đầu nhiên trang niệm vô thường thần bậc phóng nhập đệ tử chung đẳng tùy thuận tu thập phổ hiền bồ tát thập chúng đại nguyện nhất giả đệ kinh chữ Phật nhị giả xưng tán Như Lai tham gia quảng tu cũng dường tứ và sám hối nghiệp chướng ngũ gia tùy hỷ công đức đục gia tịnh chuyển pháp luân thất gia tịnh Phật trụ thế ban gia thường tùy Phật học cứu gia hằng thân chúng sanh hệ tập gia phổ giai ôi Phật công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước trai hồi hướng hồ nguyện pháp nhớ chư chúng sanh tóc ván vô lượng quan Phật xá kỳ nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí tuệ chứng minh liệu ở nguyện thời chương thất tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo
mô Hiền Tòa Đạo Tràng Tá Ba Giáo Chú Điều Ngư Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bác Đại Chứng Minh Nè Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Bác Đại Chứng Minh Nè Phục Nguyện Phật Từ Quảng Đại Cảm Ứng Bồ Tát Quan Giang Đạo Tràng Chứng Minh Công Đức Nga. Từ thời Hiền Tiền Đệ Tử Nhân Mười Kiếp Đông Năm Tân Sửu 2021 cung đối Phật Tiền Thành Tâm Lễ Phật Hồng Danh Vạn Phật Nguyên Hồi Hướng Công Đức Cầu Nguyện Thương Chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyến Phong Điều Vũ Tuần Quốc Thể Dân An Dịch Bệnh Tiêu Trừ Nhớ Dân An Lạc Cập Hồi Hướng Công Đức Cầu Siêu Độ Phục Vì Chân Linh Tánh Danh Đặng Thị Đình Thờ Phật quy y Pháp danh Nhuận Tín Huệ sinh năm 1929 từ trần ngày mùng 6 tháng 11 năm Tân Sửu hướng thọ trần thế 93 tuổi cập kỳ siêu phục vị hướng linh tánh danh Nguyện Bá Triết Thờ Phật quy y Pháp danh Nhuận Tín Minh sinh năm 1922 từ rằng ngày mùng 3 tháng 11 năm 2005 hướng thọ rằng thế 84 tuổi nguyện nhị vị hướng linh thờ tử Tam Bảo Lực Lai Đạo Phật tiệm thịnh pháp văn kinh tốt xá ta bà siêu sanh tịnh độ cầu nguyện gia quyến chúng đắng phước tỏ bình an âm siêu dương thành pháp dư chúng sanh đồng thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật thờ quý Phật đương huyền chúng sanh thế giải đại đạo phán vô thượng tâm từ quý pháp mê đương nguyện chúng sanh hệ tâm nhập kinh tạng trì tuệ như hải từ quý tăng đương nguyện chúng sanh thông lễ đại chúng nhất thiết vô ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều rõ thành